Ngày Tết, nhà nhà đều chất đầy thực phẩm trong tủ lạnh để sử dụng trong nhiều ngày. Vì vậy, nếu không bảo quản đúng cách, thực phẩm sẽ không còn tươi ngon và không đảm bảo an toàn. Sau đây là những lưu ý bảo quản thực phẩm an toàn. Theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm, để giúp bảo quản thực phẩm an toàn trong dịp Tết, chúng ta cần lưu ý những cách bảo quản dưới đây. Thực phẩm khi mua về cần được chia ra làm 3 loại, thực phẩm sống, thực phẩm chính và thực phẩm đóng hộp. Sau đó sẽ sắp xếp 3 loại thực phẩm này thành từng ngăn riêng biệt trong tủ lạnh với thực phẩm sống từ thực vật như rau trái cây người dân nên cất tại ngăn dưới tủ lạnh không nên để rau và trái cây ngay bên dưới ngăn đá vì chúng dễ bị dập cần sơ chế sạch sẽ và để thực ráo nước sau đó chia chúng ra túi hoặc hộp riêng với thực phẩm sống từ động vật như thịt cá gà hải sản nên sơ chế thực sạch và để ráo nước sau đó chia thành từng phần ngoài ra cần bọc thực kỹ thực phẩm và giữ trong ngăn đá tủ lạnh để tránh tình trạng lây nhiễm vi khuẩn chéo từ thực phẩm sống sang thực phẩm chính. Đối với thực phẩm đóng hộp, khi bỏ vào tủ lạnh phải được đóng kín nắp hoặc bọc kín. Đối với sữa không nên để chung với các loại thực phẩm khác vì sữa rất dễ hấp thụ mùi, nên bọc kín sữa và để ngăn cánh tủ lạnh tách biệt với các ngăn khác. Mỗi loại thực phẩm đều có hạn sử dụng riêng, chính vì vậy cần dán nhãn hạn sử dụng lên từng loại thực phẩm để tránh xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm. Điển hình, thịt da cầm chưa nấu chín có thể bảo quản trong ngăn mát từ 1 đến 2 ngày. Cá sống có thể để ngăn mát từ 1 đến 2 ngày. Đối với thịt, da cầm, cá đã nấu có thể bảo quản trong ngăn mát từ 3 đến 4 ngày. Bên cạnh đó, người dân không nên để thực phẩm quá nhiều trong tủ lạnh, khiến luồng khí lạnh không thể lưu thông, dẫn đến nhiệt độ ở một số vị trí trong tủ có thể tăng cao, làm hỏng thức ăn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm cao. Nếu tủ lạnh chứa đầy thức ăn, hãy điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống.